Trước những mất mát đau thương mà nhân dân miền Trung đang phải gánh chịu, Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc tổ chức phát huy tinh thần tương thân tương ái cùng gây quỹ cứu trợ với thông điệp hướng về khúc ruột miền Trung. Toàn thể cán bộ công nhân viên Bệnh viện JW cùng chung tay quyên góp hiện kim hỗ trợ miền Trung thông qua hình thức tự nguyện và viết những dòng thư cùng chia sẻ nỗi đau. Toàn bộ số tiền quỹ sẽ được gửi tận tay bà con miền Trung đang gặp khó khăn trong thiên tai bão lũ. Tại buổi quyên góp quỹ ủng hộ miền Trung, bác sĩ Tú Dung chia sẻ. Thì hôm nay bệnh viện mình tổ chức một cái chương trình là quyên góp cho đồng bào lũ miền Trung. Miền Trung chúng ta đã bị rất nhiều thiên tai và lịch sử chưa bao giờ năm này nó bị nặng như thế trong thời gian qua. Cho nên là vấn đề các tất cả mọi người cùng chung tay mà chia một phần nào đó. Không phải là trước đây mình mà không chưa làm đâu, mình làm rất nhiều rồi. Nhưng mà lần này tôi nghĩ là mỗi người chúng ta nên thể hiện một chút tấm lòng về người Việt chúng ta, chia sẻ chúng ta làm cái điều đó rất là quan trọng. Vì sao? Chúng ta thấy rằng chúng ta có sự đồng cảm chia sẻ. Cũng trong chuỗi hoạt động thiện nguyện này, trước đó ngày 20 tháng 10, bác sĩ Tú Dung đã tham gia đấu giá từ thiện hai bức tranh để góp quỹ ủng hộ miền Trung do báo Thanh Niên tổ chức. Bệnh viện JW hy vọng được góp sức mình cùng đồng bào miền Trung chống chọi với cơn lũ, sớm khắc phục hậu quả và vượt qua được thời điểm thiên tai hoạn nạn này. Bình yên nhé, miền Trung thân thương!